đang lúc Lâm Thu Kiều đang cố gắng tự thuyết phục mình. Trước mặt có hai bóng người chậm chậm lại gần, cả hai đều thấp bé gầy gò. Cho dù ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra một người là Ngô Quế Lan, người còn lại là đàn ông. Lâm Thu Kiều nhíu mày, bất động, chỉ hít một hơi thuốc thật dài, sau đó thở ra. Qua làn khói dày, anh nhìn thấy hai người chậm rãi tới gần, dừng lại ngoài cửa. Cửa mở, hai người một trước một sau đi vào. Khách làng chơi, anh nhào mắt đặt tay lên vô lăng, tự khuyên bản thân mình nên lập tức rời đi. Nhưng ngay sau đó, anh nhanh chóng dập thuốc, bước xuống xe. Không phải cô đang mang thai, ít nhất phải 1-2 năm không được tiếp khách sao? Mím môi, anh đi đến trước cánh cửa kia, thong thả đẩy mạnh. Hồi lâu sau, trong sân mới truyền vào tiếng bước chân nho nhỏ, dừng lại ở sau cửa. Ai? Giọng nói nghi hoặc của Ngô Quế Lan vang lên từ bên trong, cũng không mở cửa ra ngay lập tức. Lâm Tu Kiều buồn bực, trầm giọng đáp, Lâm Tu Kiều. Nghĩ đến có một người đàn ông khác ở trong nhà mà chính mình giờ đây là bị nhốt bên ngoài, còn phải kiểm chứng thân phận mới được đi vào, trong lòng anh đột nhiên vô cùng khó chịu. Sau một tiếng kêu khẽ, cửa kéo kẹt mở ra, lúc này anh mới nhìn thấy người bên trong. Nhưng vì đứng khuất sáng, anh cũng không nhìn rõ được biểu tình trên mặt Ngô Quế Lan. Thành, anh Lâm, anh có việc gì sao? Trong giọng nói của cô hiện lên sự kinh ngạc rõ ràng. Trong nháy mắt, Lâm Thu Kiều đã giấu đi sự tức giận trên nét mặt, khoác lên vẻ điềm đạm tươi cười đầy giả tạo. Không có gì, chỉ vì tiện đường nên ghé qua thăm cô thôi. Vừa nói đã tiến đến, thái độ nóng vội này nhìn qua hệt như ông chồng đang đi bắt quả tang cô vợ lén lút bồ bịch bên ngoài. Ngô Quế Lan đành phải theo sau, tuy vui mừng khi nhìn thấy anh, nhưng vẫn không hiểu được vì sao anh có thể tiện đường mà ghé qua chỗ này. Vừa bước vào nhà, Lâm Thu Kiều liếc mắt một cái, đã thấy người đàn ông mặc một bộ vest thùng thình, nghiêm túc ngồi trên ghế. Dáng người tuy thấp, nhưng nhìn qua có vẻ rắn chắc, hình như làm công việc lao động chân tay, bề ngoài chất phác thật thà. Vừa nhìn thấy anh, người đó lập tức có vẻ nghi ngại, nhưng lại cười rất thân mật. Không biết có phải vì hai người này còn chưa bắt đầu, hay vì anh chàng kia một chút tiềm năng cạnh tranh cũng không có. Dưới đáy lòng, Lâm Thu Kiều lặng lẽ thở phào một hơi, nụ cười trên mặt không khỏi có thêm một chút đắc ý. À, thì ra cô có khách. Anh ra vẻ kinh ngạc, sau đó cười vẻ ngượng ngùng. Có phải quấy rầy hai vị rồi không? Người đàn ông kia hiển nhiên không biết anh là ai, chỉ là nhìn anh ăn mặc sang trọng, không tự chủ được cảm thấy bản thân bần hàn thấp kém. Chưa kể nếu so chiều cao thực sự mà nói, anh ta đúng là cũng thấp hơn Lâm Tu Kiều rất nhiều. Nghe thấy thế, anh ta lúng túng cười, cũng không biết nên nói gì cho phải. Có phiền gì đâu. Ngô Quế Lan cười, nếu anh không vội thì. Đang nghỉ Tết, cũng chẳng có việc gì. Không đợi cô nói xong, Lâm Thu Kiều đã trả lời, đồng thời cởi áo khoác ra đưa cho cô. Ngô Quế Lan theo phản xạ nhận lấy áo của anh, sau đó mới giật mình ngạc nhiên, nhìn anh tự nhiên như chủ nhà kéo ghế ngồi xuống. Mà người đàn ông đối diện kia, hiển nhiên cũng vì hành động này của anh mà bắt đầu tỏ vẻ bất an. Bé Lan, vậy anh đi trước, có cần ngày mai anh qua đón em không? Người đàn ông đứng lên, giọng nói đặc sệt vùng Tây Nam. Bé Lan, đoảng một tiếng, sự đắc ý vừa nhen nhóm trong lòng Lâm Tu Kiều, phút chốc biến thành hư ảo. Không cần đâu, anh cứ ở nhà đợi em thu xếp xong sẽ qua ngay. Ngô Quế Lan không nhận ra sự chuyển biến trong thái độ của Lâm Tu Kiều, tiếp tục nói với người đàn ông kia. Em tiễn anh. À Vĩ, anh trở về lựa lời nói chuyện với cô ấy, đừng để cho cô ấy nghi ngờ. Người này đúng là vị đồng hương của cô hôm nọ, Trường Vĩ. Anh hiểu, em còn có khách, không cần tiễn, cũng đâu phải người ngoài. Trường Vĩ nhìn sắc mặt Lâm Tu Kiều không được tốt lắm, hơi xa sự, cuối cùng vẫn gật đầu với anh, sau đó xoay người đi ra ngoài. Vâng, vậy anh đi thong thả, nhớ cẩn thận. Ngô Quế Lan vừa dặn dò, vừa theo ra đến cửa, nhìn anh ta đi qua khoảng sân rồi dần biến mất trong bóng đêm. Người yêu của cô à? Thanh âm mất hẳn vẻ ung dung thường nhật của Lâm Tu Kiều thình lình vang lên bên tai. Cô hoảng sợ xoay người, không ngờ lại đập đầu vào vòng ngực rắn chắc của người đứng sau. Sao anh tự nhiên? Lùi về phía sau vài bước, cô hơi tức giận ngẩng đầu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không vui của anh, câu đang nói im bặt. Không trang điểm đậm như lần đầu tiên gặp mặt, lúc này Lâm Tu Kiều mới chú ý. Khuôn mặt Ngô Quế Lan hôm nay mộc mạc giống như mấy ngày trước họ gặp nhau. Điều này có nghĩa rằng người đàn ông kia cũng
cũng giống như anh, trong lòng cô hẳn không giống những vị khách bình thường. Cô không trang điểm. Anh đột nhiên chuyển chủ đề, đồng thời cũng đưa một tay lên, lấy mu bàn tay xoa mặt Ngô Quế Lan. Người này, suýt nữa Ngô Quế Lan lùi về phía sau, chỉ là cố nhịn xuống, nhưng mặt lại bất giác đỏ bừng. Có phải làm việc đâu, sao lại trang điểm? Nghe được tiếng tim mình đập rộn ràng, cô khàn khàn đáp, tịnh phòng của anh đi vào phía trong. Lúc này mới phát hiện mình vẫn đang ôm áo khoác của anh trong tay. Áo của anh? Cô định để tự anh cầm, không ngờ lời còn chưa dứt, người đã bị anh kéo vào vòng tay ôm siết lấy. Anh? Cô ngây người, khuôn mặt tuấn tú cương nghị của anh bỗng phóng đại trước mắt. Anh nhẹ nhàng nuốt vào những lời cô định nói. Hơi thở nam tính của anh nhẹ nhàng len lỏi vào khoang mũi cô, làm cô trở nên mơ màng. Nguy rồi, nguy rồi. Huyệt thái dương của Lâm Tu Kiều đột nhiên nhảy lên, lý trí càng không ngừng cảnh cáo anh đã làm chuyện điên rồ. Nhưng cơ thể lại dường như có ý chí của riêng nó, không thể dừng tìm kiếm sự dịu dàng từ người con gái trong lòng. Dưới ánh đèn 40W, hai người ngồi ở hai bên bếp lò, vì nụ hôn nồng nhiệt bất ngờ vừa rồi mà rơi vào không khí trầm mặc xấu hổ. Chỉ là nụ hôn với một cô gái bán hoa mà thôi, có gì mà to tát. Lâm Tu Kiều cố gắng thuyết phục bản thân mình, bàn tay tiến vào túi áo khoác phát trên lưng ghế, lấy ví, rút trong đó ra mấy tờ 100 đồng. Sau một lúc do dự, mới đặt lên trên bàn trước mặt Ngô Quế Lan. Cô A Lan. Nhớ đến vừa rồi người đàn ông kia thân mật gọi cô là bé Lan, trong lòng anh lại dâng lên một thứ cảm xúc đáng chát. Tại tôi quá xúc động, xin lỗi. Trả tiền, thanh toán sòng phẳng rồi ra đi, bỏ qua cảm xúc thực sự trong lòng, anh quyết định dùng tiền để giải quyết tất cả. Đối mặt, Ngô Quế Lan ban đầu còn vì chiếc hôn kia mà nhanh nhóm chút kỳ vọng. Giờ trước hành động của anh, cả tim cũng hóa thành lạnh như băng. Cô cụp mắt xuống, nhìn ngón tay mình đang nắm chặt dần trên đầu gối. Mất một phút để đè nén ý nghĩ đá bay anh ra khỏi cửa. Cô ngẩng đầu, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười. Thì ra hôm nay anh Lâm đến đây là vì việc này. Có phải rất hối hận vì lần trước không qua đêm ở chỗ Alan? Vươn bàn tay đã bị móng tay găm vào đến bật máu. Cô tự nhiên thuần thục lấy tiền cất vào túi, sau đó đứng lên, vòng qua bếp lò tiến về phía Lâm Tu Kiều. Gà rừng cuối cùng cũng chỉ là gà rừng, làm sao có thể biến thành phượng hoàng được đây? Thái độ phục vụ khách làng chơi điển hình kia làm cho sắc mặt Lâm Tu Kiều trầm xuống, lạnh lùng nhìn cô vừa cởi cúc áo khoác, vừa tiến đến gần mình, trong lòng trào dâng ham muốn đánh người. Anh Lâm trả nhiều tiền như vậy, Alan nhất định sẽ phục vụ tận tình, cho anh thỏa mãn mà về. Ngô Quế Lan cười quyến rũ, lúc này cô đã đến trước mặt Lâm Tu Kiều. Anh là khách làng chơi, không phải thành công của cô. Nhìn ánh mắt sắc bén của người đàn ông phía sau cặp kính, cô càng không ngừng nhắc nhở bản thân. Cơ thể cô dán sát vào người đàn ông đang ngồi trên ghế, khoác tay anh. Chúng ta vào phòng đi. Lâm Tu Kiều vẫn không nhúc nhích. Ngô Quế Lan nhíu mày, một lát sau mặt lại giãn ra, khẽ cười. Anh Lâm thích dùng miệng ư? Không phải tự khen, kỹ thuật của Alan em điều luyện lắm nha. Nói xong, liền rút tay về, nửa quỳ xuống giữa hai chân anh. Cô! Vốn Lâm Tu Kiều muốn thốt ra những lời ác độc nghiệt ngã, nhưng vì động tác của cô mà bị nghẹn lại trong yết hầu. Cơ thể bỗng trở nên căng thẳng, anh cứng ngắc nhìn người phụ nữ đang vùi đầu giữa hai chân mình. Ngón tay nắm chặt ở hai thành ghế của anh, không tự giác được siết chặt lại. Ánh mắt tỏ vẻ không thể nào tin được. Anh... Thế nhưng anh không thể nào kháng cự được cô. Giây khắc thỏa mãn lên đến đỉnh điểm, rốt cuộc anh không nhịn được đặt tay lên đầu người phụ nữ, kéo cô càng sát vào mình. Ngẩng đầu, Ngô Quế Lan nhìn dáng vẻ nhắm mắt thở dốc của Lâm Tu Kiều, lòng cũng tan chảy. Dù sao cũng là một cơ thể ấy, phản ứng lúc cao trào sao có thể không giống nhau như đúc. Nhờ đến ánh mắt thuần phát tràn đầy trìu mến nhìn cô mỗi khi ân ái, cô chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, ánh mắt trở nên dịu dàng vô cùng. Lâm Tu Kiều mở to mắt, vừa khéo bắt gặp ánh mắt đó của cô, ngực nhói lên một cái, bất ngờ kéo Ngô Quế Lan lên ôm vào lòng. Lan, Lan! Anh vô thức gọi, mọi tức giận hờn ghen cũng theo đó mà biến thành hư ảo. Trong lòng chỉ còn lại sự hoài nghi về chính bản thân mình. Chứ 20 ngày mất trí nhớ kia, anh gặp cô cũng chỉ 2-3 lần, làm sao có thể xuất hiện cảm giác khiến cho người ta bất an như vậy? Những ngày kia, không biết thực sự đã xảy ra những chuyện gì.
Ngô Quế Lan không lên tiếng trả lời, cũng không rẽ giụa, chỉ mặc anh siết chặt cánh tay ôm mình trong ngực. Cô nghĩ có lẽ mình hiểu được tâm trạng giằng xé của anh. Anh còn muốn hay không? Một lát sau, cô khàn khàn lên tiếng hỏi, thái độ không thể nào tự nhiên, chuyên nghiệp như trước. Không. Người thoáng cứng đờ, Lâm Tu Kiều lắc đầu. Cho tôi tựa vào một lát. Giọng nói gần như cầu xin, khiến người ta không cách nào cự tuyệt. Ngô Quế Lan không hề nhúc nhích, mặc anh đem trán tựa lên vai mình. Cô ăn tĩnh lại, bắt đầu ngửi được mùi hương dễ chịu từ người anh. Có gì đó giống như mùi thơm của rừng tùng tỏa ra dưới ánh mặt trời, lại có gì đó giống như những bông cúc dại nở trên núi cao, nhẹ nhàng dịu mát mà ấm áp, bình yên. Bắt đầu từ mai, em sẽ không về đây khoảng vài ngày. Có lẽ mùi hương đó làm lòng cô dịu lại, cô đột nhiên mở miệng. Có ý nhắc nhở anh trong thời gian đó đừng qua, nếu không lại mất công. Cho dù cô cũng không nghĩ anh có ý định quay lại thăm cô thế này lần nữa. Cô muốn đi đâu? Lâm Thu Kiều đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của cô, thật ngoài ý muốn. Cách một cặp kính, Ngô Quế Lan và anh ngơ mắt nhìn nhau, sau đó lại nghi ngờ không biết có phải bản thân mình hoa mắt hay không, làm sao có thể nhìn thấy trong ánh mắt kia một chút bối rối. Em gái em hai ngày nữa sẽ đến đây, em muốn mượn chỗ đồng hương ở đó vài ngày, chỗ của anh ấy điều kiện tốt hơn ở đây rất nhiều. Sự thực từ miệng Ngô Quế Lan cứ thế tuôn ra, nhận ra mình tự nhiên lại thành thật như vậy. Ngô Quế Lan cũng chỉ âm thầm nhún vai lờ đễnh. Là người đàn ông vừa rồi. Lâm Tu Kiều nhíu mày, trong đầu không biết từ lúc nào lại hiện lên hình ảnh Ngô Quế Lan với người đàn ông thấp bé xấu xí kia làm việc mà cô làm với chính anh vừa rồi. Ruột gan bất giác như bị thứ gì đó ăn mòn. Ừ, anh ấy rất tốt, vẫn luôn quan tâm chăm sóc em. Nhìn thấy trong mắt anh sự bài xích, Ngô Quế Lan theo bản năng đỡ lời cho Trương Vĩ. Cô biết bọn họ chỉ là loại dân tình lẻ mà người thành phố coi thường. Khi em ở tù, chính anh ấy là người giúp em gửi tiền về cho gia đình. Dường như muốn thanh minh mối quan hệ của mình, cô cũng đem chuyện bản thân từ ngồi tù kể ra. Nói vậy, có phải cô cũng có thể cùng anh ta làm những chuyện như vừa rồi? Ai ngờ sự chú ý của Lâm Tu Kiều lại đặt vào một sự việc khác, đối với việc cô đã từng ngồi tù lại tỏ ra rất sửng sưng. Ngô Quế Lan giật mình, sau đó gật đầu. Nếu anh ấy muốn, em cũng không có ý kiến gì. Nợ ân tình khó trả, cô vốn hiểu được điều này. Mấy năm nay sống kiếp đứng đường, cô cũng sớm coi nhẹ cơ thể của mình, chẳng còn ngại ngùng việc lên giường thêm với một người đàn ông. Hạ đẳng! Lâm Tu Kiều miệt thị, một tay đẩy cô ra, đứng dậy cởi áo khoác bỏ ra ngoài. Sau một lát yên lặng, tiếng cười chua chát của Ngô Quế Lan vang lên cùng những lời trừ rủa. Đồ khốn, đâu phải ngày hôm nay anh mới biết giả thanh cao làm gì. Cút đi, từ sau đừng để tôi gặp lại anh. Sắc mặt Lâm Tu Kiều trở nên cực kỳ khó coi nhưng không hề quay đầu. Anh nghĩ nhất định anh điên rồi mới có thể động lòng về loại phụ nữ này. Chương 9. Người nhà xa cách đã lâu. Mang theo hành lý gồm có đồ dùng hàng ngày và quần áo thay giặt để trong túi, Ngô Quế Lan đi ra khỏi nhà. Sắc mặt của cô tái nhợt đầy mỏi mệt, hai mắt thâm quầng giống như một đêm không ngủ. Ở ngoài đường tắt, cô nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu bạc. Khóe môi cô run lên, cũng không thèm nhìn người trong xe, lập tức lướt qua. Cửa kính xe thể thao kia kéo xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Lâm Tu Kiều. Đừng đi! Anh nhìn bóng dáng mảnh mai của cô gái kia, khẽ thốt lên. Khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ ửng. Ngô Quế Lan có tai như điếc, ngược lại càng rảo bước nhanh hơn. Ánh mắt Lâm Tu Kiều trở nên não nề, khẽ mím môi rồi dừng xe. Chần chừ một chút, cuối cùng vẫn xuống xe nhanh chóng đuổi theo. Này, tôi bảo, đừng đi! Cầm lấy cái tay xách túi của Ngô Quế Lan, anh mới tự nhiên nói, mặt đỏ bừng. Không biết là quẫn bách hay là tức giận. Lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, Ngô Quế Lan khi miệt cười. Đồ khốn, anh là cái gì mà đòi quản tôi? Nói xong, lập tức đẩy tay anh ra. Lâm Tu Kiều cắn răng, tay kia vươn đến ôm lấy bụng cô, đem cô ôm lấy, thì thầm nói bên tai cô. Mẹ kiếp, tôi không muốn quan tâm đến em. Tôi chỉ muốn biết xem đứa bé trong bụng em có phải là của tôi hay không. Trước lúc làm rõ việc này, dù thế nào em cũng không được đi. Đây là lý do duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này để không cho cô đi. Ngô Quế Lan kinh ngạc,
Cảm thấy từ lòng bàn tay cách một lớp áo dài đặt trên bụng mình kia có một dòng ấm áp xuyên thẳng đến tim. Cảm xúc kỳ lạ không nói nên lời lan tràn khắp cơ thể. Nếu đứa bé đó là của anh, vậy thì tôi biết bao. Sau khi thành công ra đi, cô không chỉ một lần ảo tưởng như thế. Nhưng mà cô rõ ràng hơn bất kỳ người nào, điều đó quyết không có khả năng. Cô bật cười, một nụ cười trào phúng. Ha ha, anh lo lắng gì chứ? Ngoài tối hôm qua, tôi và anh không có gì đâu. Anh không ngờ ngợt đến nỗi, nghĩ rằng chỉ làm thế cũng có thể mang thai chứ. Hơn nữa, đứa bé này đã mấy tháng rồi. Ha ha, anh Lâm thật là hài hước. Mặc kệ là anh quên thật hay quên giả, cô cũng không muốn lấy những ngày hai người bên nhau để uy hiếp. Huống chi khi đó cô đã có bầu, căn bản cái thai này không hề liên quan đến anh. Để loại bỏ những phiền toái không đáng, cô dựa vào chuyện anh mất trí nhớ để bớt xóa đi những điều có thực, nhưng hoàn toàn vô nghĩa với anh của hiện tại. Lâm Thu Kiều nhìn cô cười càn rỡ, không những không giận mà còn cười lại. Có lẽ tôi nên nhắc nhở em một điều. Giọng nói anh lại khôi phục sự thong dong điềm đạm như bình thường. 3 tháng trước, buổi tối trước ngày tôi gọi điện thoại tìm em trên cầu vượt ở ngã tư đường Thanh Sơn. Nhìn nụ cười tắt dần trên khuôn mặt cô gái trong lòng, anh cúi xuống. Xem ra trí nhớ của tôi tốt hơn em nhiều. Khốn kiếp, khó trách sao cô lại cảm thấy quen mặt, thì ra anh chính là con ma men kia. Ngô Quế Lan rủa thầm một tiếng, cảm thấy tim mình đập ngày càng mạnh. Mặc dù có một chút ảo não, nhưng càng nhiều hơn đó là vui sướng. Nếu những lời anh nói là sự thật, vậy không chừng đứa bé này là của anh. Vậy thì sao? Cô cười khẽ, trong lòng vui sướng ngập tràn. Mỗi khách hàng của tôi đều có thể là cha đứa bé này. Người khác trốn còn không kịp, vậy mà anh còn tự dẫn xác đến cửa. Thật là, ha ha, làm cho người ta thật cảm động. Nói hai từ cảm động với vẻ khinh thường, cô buông chiếc túi trong tay, xoay người quay lại nhìn anh. Khuôn mặt lại hiện vẻ tham lam láo cá của một nàng gái gọi, đưa tay ôm lấy anh, giọng mị hoặc. Nếu vậy, ba đứa bé à, anh định sắp xếp mẹ con em thế nào đây? Chiêu này gọi là đánh rắn dập đầu, cũng có thể gọi là lấy tiến để lùi, xem người này phản ứng thế nào. Lâm Thu Kiều bất giác nhíu mày, đột nhiên nhận ra mình không hiểu được suy nghĩ của cô gái trước mặt. Đến chỗ tôi ở, cho đến khi đứa trẻ sinh ra. Anh không dám chắc mình muốn có con với một cô gái bán hoa hay không, nhưng đã cưỡi lên lưng hổ, muốn xuống cũng không được. Coi như có lương tâm, không bắt cô đi bỏ đứa bé. Bởi vậy, Ngô Quế Lan quyết định buông tha cho anh. Cô lấy ngón tay vẽ vòng vòng ở trên ngực anh vừa khiêu khích, vừa cười nịnh nọt. Anh quả là người tốt, nhưng với địa vị của anh, làm sao có thể có một đứa con do gái đứng đường sinh ra chứ? Không bằng chúng ta thương lượng một chút, anh cho tôi một ít tiền, coi như là phí nuôi dạy để bỏ trách nhiệm làm cha. Sau này, tôi quyết không cho con của chúng ta đến quấy rầy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn của anh. Nói đến chữ con của chúng ta, cô cũng cố ý nhấn thật mạnh. Nhìn thái độ chỉ chăm chăm muốn lợi dụng tình hình để trục lợi của cô, Lâm Thu Kiều bất giác buông tay, lùi lại phía sau, cách cô ra một khoảng. Anh nghĩ nhất định anh điên rồi mới tự nhiên mua dây buộc mình. Cô muốn bao nhiêu? Anh không định coi tiền như rác, chỉ là muốn làm cho bản thân mình tỉnh táo lại. Ngô Quế Lan chú ý đến hành động xa lánh của anh, trong lòng trống rỗng nhưng mặt vẫn cười tươi như hoa. Anh xem xét đi, nuôi một đứa bé lớn lên không chỉ cho nó ăn, cho nó mặc, còn phải cho nó đi học. Tất cả cũng không phải là một khoản nhỏ đâu. Lâm Thu Kiều nhìn cô tính toán, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại, lịch sự cười dịu dàng nói. Có lẽ tôi vẫn chưa nói cho cô, tôi là một nhân viên kế toán rất thích tính chi li. Trước khi xác định xem đứa bé có phải của tôi hay không, một xu tôi cũng sẽ không đưa. Giờ phút này, anh đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu mình đến đây là gì, càng quên đi nguyên nhân một đêm hôm qua mất ngủ. Như vậy mới đúng, Ngô Quế Lan cười thầm trong bụng. Nếu anh dễ dàng trả tiền cho cô, không phải đầu óc có vấn đề thì là nhân cách làm người quá tốt. Mà trong ấn tượng của cô, Lâm Thu Kiều đeo kính, nhất quyết không phải là một trong hai loại người này. Cho dù hôm nay không biết tại sao anh không đeo kính. Nụ cười nịnh nọt tắt dần, cô bĩu môi. Đã vậy, tôi còn có việc, xin lỗi không thể dài dòng với anh. Nói xong cô xoay người, cầm lấy túi sách bước đi. Tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh đến mức làm cho người ta thán phục. Xét cho cùng anh đến đây để làm gì? Lâm Thu Kiều nhìn thấy bóng dáng gầy yếu ngày càng đi xa, kinh ngạc hỏi chính mình.
Sau đó bỗng nhiên nhảy dựng lên, chạy về xe, nhanh chóng lái xe đuổi theo cô nàng giả hoạt kia. Rốt cuộc anh muốn gì? Tiếng Ngô Quế Lan tức giận hét lên vì cánh cửa đóng lại làm cho im mặt. Nhìn túi hành lý của mình bị ném về ghế sau cùng với cánh cửa xe bị khóa, cô quả thật không biết phải làm gì. Người đàn ông này đúng là có vấn đề. Lâm Thục Kiều nhìn cô cười không ngừng, tôi cảm thấy cô rất thú vị. Một cô gái thực dụng đến độ mở miệng là nhắc đến tiền, lại thường xuyên làm một số việc chẳng có lợi gì cho bản thân. Mâu thuẫn khiến người ta muốn tiến thêm một bước khám phá. Ngô Quế Lan cố nhịn xuống cảm giác muốn chửi ầm lên, tức giận ném ánh mắt khinh thường về người bên cạnh, vuốt vuốt lại tóc, cũng không thèm để ý đến anh nữa. Lâm Tú Kiều cười đến đắc ý, theo thói quen đưa tay lên sống mũi đẩy gọng kính. Ai ngờ sờ lên thấy trống trải, bây giờ mới nhớ ra, sáng nay tâm trạng rối bời, lúc đi quên mang theo. Tiếng chuông di động đột ngột vang lên, phá vỡ không khí trầm lặng trong xe. Lâm Thu Kiều nhíu mày nhìn Ngô Quế Lan nghe điện thoại. Chỉ cần nghĩ đó là cuộc điện thoại người đàn ông hôm qua gọi đến, anh đã cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, rất muốn giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô ném đi. Bé anh! Ngô Quế Lan hơi hơi cao giọng, có chút nghi hoặc nhưng lại làm cho Lâm Thu Kiều yên lòng. Cái gì? Nhà ga? Tại sao? Cúp máy, sắc mặt Ngô Quế Lan cực kỳ khó coi, một hồi lâu sau vẫn không nói gì. Có chuyện gì vậy? Cuối cùng Lâm Thu Kiều không nhịn được, làm như tiện mồm thì hỏi. Chết chắc rồi. Dường như không nghe thấy anh hỏi, Ngô Quế Lan thẫn thờ than. Một lát sau, dường như nhớ ra gì đó, cô mới quay sang người bên cạnh nói. Tôi muốn đến nhà ga đón người. Liếc nhìn cô một cái, anh thấy trong mắt cô rõ ràng có ánh lệ cùng bối rối bất an. Lòng anh hoảng lên, vội nói, tôi có thể giúp gì được không? Trong ấn tượng của anh, cô luôn là cô gái kiên cường mà giả hoạt, đôi khi còn có chút xíu hung hãn. Hình ảnh trước mắt này thật làm cho người ta cảm thấy lạ lẫm. Ngô Quế Lan gục đầu cười khổ, anh đừng gây phiền cho tôi, là tôi đã tạ ơn trời lắm rồi. Nếu không phải vì anh, bây giờ có lẽ cô đã đến nhà Trương Vĩ, cũng không rơi vào tình trạng giờ khóc giờ cười như bây giờ. Lòng tốt như bị sét đánh trúng, Lâm Thu Kiều mất mặt, đang muốn đáp trả mấy câu mỉa mai thì lại nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại trên mu bàn tay cô. Hơi thở anh như nghẹn lại, nhìn cô quay mặt về phía cửa sau xe, sau đó lúng túng lau đưa tay lau mắt. Tức giận trong anh tan thành bọt biển. Khẽ thở dài, anh không nhiều lời nữa, đến ngã ba đường liền sẽ chạy về phía nhà ga. Khi xuống xe ở cửa nhà ga, Ngô Quế Lan đã khôi phục vẻ mặt bình thường, tươi cười rạng rỡ, tâm trạng nhìn qua dường như rất tốt. Lâm Thu Kiều đi cạnh cô, trong lòng thầm cảnh giác, nhắc nhở bản thân mình rằng cô gái này diễn kịch rất tài, về sau nhất định phải cẩn thận. Bọn họ kia rồi, cha tôi và cô em gái lớn. Chỉ vào hai người đang đứng ở cửa nhà ga, Ngô Quế Lan mỉm cười nói, vẻ mặt đượm chút bi thương. Không lừa anh chứ, bé anh nhà tôi tuyệt đối không kém những cô gái ở thành phố. Khi nói những lời này, cô tự hào liếc mắt nhìn Lâm Thu Kiều đứng cạnh, như thể chờ mong câu trả lời của mình. Lâm Thu Kiều theo tay cô nhìn về phía những người kia, ba cô mặc chiếc áo bông cũ, đầu đội chiếc mũ len sớm đã phai màu, thái dương lấp ló mấy sợi tóc bạc, mặt đầy những nếp nhăn đau khổ. Hơn nữa lưng hai còng làm cho người ta nhìn qua cứ nghĩ đã ngoài 60 tuổi. Em gái của cô quả đúng như lời cô nói, nhìn rất được, không chỉ xinh đẹp, ăn mặc cũng rất hợp mốt, không hề giống những cô gái nông thôn mới ra thành phố. Hai người họ đều không nhìn thấy Ngô Quế Lan hoặc là không nhận ra, chỉ khẽ trò chuyện với nhau điều gì đó. Bên cạnh bọn họ có một chiếc vali nhỏ. Hai người trái ngược hoàn toàn như vậy đứng cạnh nhau, tạo thành tổ hợp cực kỳ xuống mát, khó làm cho người ta không chú ý. Đã gặp qua những cô gái đẹp thành thị, ngoài vẻ xinh đẹp đối với cô em gái mà Ngô Quế Lan lấy làm tự hào, Lâm Thu Kiều cũng không có cảm giác gì hơn, chỉ ừ một tiếng xem như trả lời. Sau đó ánh mắt chuyển sang gương mặt bình thường, không có gì lấy làm xuất sắc của cô gái bên cạnh này. Xét cho cùng, cô có gì để hấp dẫn anh? Vì sao rõ ràng anh khinh miệt thân phận gái gọi này của cô, nhưng không thể khống chế được bản thân thôi nghĩ về cô? Đêm qua ra về trong tức giận, anh cứ tưởng rằng bản thân mình đã rõ ràng sự thật, sẽ không bao giờ tự ôm phiền toái vào mình nữa. Ai ngờ sau khi trở về, trong tâm trí anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là cô sắp chuyển đến nhà một người đàn ông có thể có được cả thể xác và tình cảm của cô.
Vì vậy, sáng sớm anh đã mệt mỏi thức dậy, muốn lấy lại tinh thần đi làm, nhưng quả thực không hề có hiệu quả gì. Khi ra ngoài không chỉ quên mang kính, còn chẳng hiểu vì sao lại lái xe đến chỗ cô. Khoảnh khắc gặp được cô ở trên đường, anh chẳng những không vì hành vi của mình mà cảm thấy tự trách, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì đến kịp. Có phải đầu óc anh có vấn đề hay không? Không hài lòng với câu trả lời lấy lệ ấy, Ngô Quế Lan trừng mắt không thèm để ý đến anh nữa. Cảnh tượng sum họp với người thân hơn 6 năm không gặp cũng không cảm động như người ta dự đoán. Khi Ngô Quế Lan giọng nói run run gọi ba, ông Ngô chỉ lãnh đạo gật đầu. Con người phản đục với ánh mắt đầy nghi ngờ dừng trên người Lâm Tu Kiều. A Lan, không khác biệt lắm với bề ngoài, giọng nói của Ngô Quế Anh cũng trong trẻo mà dịu dàng. Trong lòng Ngô Quế Lan chợt lạnh, nụ cười lại càng trở nên thân thiết, giang tay muốn ôm lấy em gái. Bé anh càng lớn càng xinh đẹp, chị cũng suýt không nhận ra rồi. Ngô Quế Anh lùi về sau, không hề giấu giếm ý đồ tránh khỏi vòng tay của Ngô Quế Lan. Chị cũng thay đổi thật nhiều, A Lan. Trong mắt cô ta rõ ràng có sự trầm trọng, từ lúc gặp mặt cho đến giờ cũng chưa gọi một tiếng chị hai. Nhìn thái độ kỳ quặc của hai người kia, không khỏi nhớ tới Ngô Quế Lan âm thầm rơi lệ lúc trên đường. Trong lòng Lâm Tu Kiều dâng trào phẫn uất, hai tay bên người cũng dần nắm thành quyền. Ngô Quế Lan đã quen dung túng cho cô em gái, chỉ cười cười, biết điều không chạm vào cô ta. Ngồi xe lâu như vậy cũng mệt rồi phải không? Ba, bé anh, đi đến chỗ con nghỉ ngơi trước đã. Nói rồi xoay người cầm lấy chiếc vali. Để tôi. Lâm Tu Kiều giữ tay Ngô Quế Lan, tay kia giành trước xách vali. Anh bỗng nhiên phát hiện bàn tay ở trong tay mình lạnh như băng, lạnh đến mức làm lòng người ta chua xót, không khỏi nắm càng chặt lấy, tựa như muốn chuyển hơi ấm cho cô. A Lan, không phải chị muốn đưa tôi đến nhà anh Vĩ chứ? Đến khi nào thì chị mới thôi gạt người đây? Giọng nói của cô em sinh viên đại học mềm mại đủ sức lấy mạng người ta mà cũng chua ngoa đủ lấy mạng người ta. Ngô Quế Lan chết sững, đột nhiên phát hiện mình không còn sức rẽ rụa khỏi bàn tay của Lâm Tu Kiều. Cô cụp mắt lấy lại bình tĩnh, lúc ngẩng lên trên mặt đã chỉ còn lại nét cười tươi rói. Sao thế được? Ba và em đường xa đến thăm chị, làm sao chị có thể đưa hai người đến nhà người khác ở nhờ? Quay đầu nhìn về phía Lâm Tu Kiều, trong mắt cô hiện lên sự cầu xin. Phiền anh đưa chúng tôi về nhà. Xem ra chuyện này giấu giếm không được, cho nên xin anh đừng nhúng tay vào để thêm phiền. Nhận ra suy nghĩ của cô, Lâm Tu Kiều buồn bực trong lòng mím môi gật đầu. Sự xuất hiện của Lâm Tu Kiều với hai cha con kia quả thật là ngoài ý muốn. Nhất là khi thấy xe của anh, bọn họ thậm chí bắt đầu nghi ngờ anh là do Ngô Quế Lan đem đến lừa bọn họ. Thưa anh, xin hỏi anh với A Lan là quan hệ gì? Người đàn ông thờ ơ lãnh đạm với mình lúc này so với người vừa cầm chặt tay Ngô Quế Lan lúc nãy, quả thật là một trời một vực. Ngô Quế Anh xưa nay đã quen được đàn ông theo đuổi cảm thấy tự ái, cho rằng đây chỉ là một vở kịch. Quan hệ gì? Nhìn cô gái đang ngồi rất lịch sự ở ghế sau qua gương chiếu hậu, Lâm Tu Kiều cảm thấy thú vị nhếch môi. Tôi là bạn của Lan. Anh cảm thấy không cần phải báo cáo rõ quan hệ của anh và cô cho những người không liên quan gì này. Bắt gặp ánh nhìn kinh ngạc của Ngô Quế Lan, anh danh mãnh trừng mắt với cô, thấy trong mắt cô có sự cảm kích, không khỏi lại nắm bàn tay lạnh kia thật chặt. Nhìn hai người ở ghế trên trao đổi ánh mắt, trên mặt Ngô Quế Anh hiện lên nụ cười khinh miệt. Ông Ngô thì đã bắt đầu nghi ngờ. Anh bạn trẻ, anh có biết Lan nhà chúng tôi làm nghề gì không? Giọng nói ông ta thô nặng, nói rất nhanh, lại đặc sệt tiếng địa phương. Lâm Tu Kiều nghe không hiểu, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về phía Quế Lan, đợi cô phiên dịch. Ngô Quế Lan cười khổ, quay đầu hỏi ông Hô. Bà à, bà nói chuyện này với người ta để làm gì? Với con gái đương nhiên không thèm khách sáo, ông Ngô hét lên. Không nói chẳng lẽ ngồi nhìn người ta bị lừa giống như tên nhóc A Vĩ che giấu mày, bị mày hành cho khổ ấy à? Ngô Quế Lan bị quát bất ngờ, một lúc sau mới cố gắng nén nghẹn ngào xuống, nửa đùa nửa thật. A Vĩ làm sao cơ? Ba lại đổ oan cho người tốt rồi. Hơn nữa anh chàng trước mắt ba này ghê gớm thế nào, con làm sao lừa được? Trước kia hồi còn ở nhà, mỗi khi gặp rắc rối, cô luôn bình tĩnh đối diện với tình huống nóng nảy của cha mình. Sau đó thật giả lẫn lộn biện minh. Hơn nữa, xưa nay còn có một bé anh ngoan hiền ở bên cạnh giúp đỡ, cô thường dễ dàng có thể thoát được đòn roi. Nghe thấy cô trả lời, Lâm Tu Kiều hơi buồn cười trừng mắt nhìn cô một cái. Nghĩ đến tình cảnh này không khỏi âm thầm thở dài,
nó không chừng bản thân mình bị cô ấy lừa mà bây giờ vẫn không biết cũng nên. Alan, chị dâu nhà anh Vĩ hôm qua gọi điện thoại về nhà, bảo chúng tôi tới khuyên chị đừng quấn lấy anh Vĩ nhà người ta nữa. Lúc này đây, cô em gái vốn ngoan hiền trước kia, không những không giúp đỡ, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Thì ra là như vậy, Ngô Quế Lan vì thái độ không tốt của người thân mà cảm thấy khó chịu, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Sắp đến nơi rồi, vào nhà nói sau. Thấy nhà hiện ra trước mắt, cô nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi không gian bí bách này, tạm thời tránh khỏi sự chỉ trích của người thân. Đi vào trong phòng, nhìn thấy căn nhà đơn sơ, hai cha con người kia sắc mặt còn khó coi hơn lúc đầu. Thì ra những gì cô ta nói đều là sự thật. Ngô Quế Lan thì thào, trên mặt hiện lên sự tức giận khi bị lừa, cũng không che giấu thái độ khinh miệt. Một tiếng bốp vang lên, Ngô Quế Lan bị đánh cho lảo đảo, suýt chút nữa té nhào. Bàn tay ông Ngô du lên, giọt nước mắt giả nua trào ra. Mày lừa chúng tao, mày nói xem mấy năm nay mày thực sự làm gì, có phải mày đang làm công việc ám muội hạ lưu gì không? Ngô Quế Lan đờ người, cũng không đưa tay sờ lên khuôn mặt đang du lên vì đau, mà chỉ quay đầu nhìn Lâm Tu Kiều vừa đỡ lấy mình. Thấy khuôn mặt tuấn tú của anh dần trở nên tức giận, cô bình tĩnh nói, xin anh về đi. Không phải mệnh lệnh, cũng không phải hỏi, mà là cầu xin. Bởi vì cô không muốn anh nhìn thấy cô chịu sự miệt thị của người nhà. Trầm Mặc nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh của cô, Lâm Tu Kiều cũng không muốn để một mình cô đối mặt với những người có thể làm cô bị thương này. Đang trong sự giằng co im lặng, Ngô Quế Anh đã mở miệng. Tại sao muốn bảo anh ta đi? Chẳng lẽ anh ta cũng giống như chúng tôi, hai ngày trước đây, không hề biết chị làm nghề gì ư? Cô ta luôn luôn sùng bái người chị này, vì vậy sau khi biết được sự thật, lập tức có cảm giác như bị người thân phản bội, từ kính trọng sang oán hận. Cho nên từ khi gặp mặt đến giờ, chưa một lần giữ thể diện cho Ngô Quế Lan. Đừng đi, anh bạn trẻ, anh cứ ở lại xem đứa con gái của ông già này rốt cuộc đã làm những chuyện mất dạy gì. Ông Ngô tiến đến, bàn tay vừa gầy vừa đen, lại thô ráp như vỏ cây, nắm chặt lấy cánh tay Lâm Tu Kiều, thái độ tàn khốc làm cho lòng người lạnh ngắt. Lâm Tu Kiều ghét nhất ai tùy tiện động vào mình, lúc này cũng không hề nể mặt gạt tay ông ta, lấy khăn tay lau qua chỗ bị nắm phải, thờ ơ lạnh nhạt lùi về một bên. Mặc kệ đi. Ngô Quế Lan không còn nhất quyết bắt anh đi, lòng như cho nguội nhìn ánh mắt xa lạ của những người thân yêu nhất. Cô luôn sợ hãi ngày này sẽ đến, nhưng khi nó thực sự xảy ra, hóa ra cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Con làm cái gì? Mọi người không phải đã biết ư? Sao còn hỏi con? Không sai, con là gái bán hoa, con ngủ với tất cả những người đàn ông đồng ý trả tiền. Cô nhếch môi, mệt mỏi nhận ra rằng mình vẫn còn cười được. Vô liêm sỉ! Nhìn thấy sự rừng rừng của cô, trên mặt Ngô Quế Anh tràn đầy khinh miệt. Có người chị như chị, tôi thật xấu hổ. Lòng Ngô Quế Lan thắt lại, nhưng nụ cười mệt mỏi vẫn trào ra nơi khóe miệng. Cô cũng biết còn có người chị như tôi, ai cũng có thể chửi tôi, nhưng cô không có tư cách đó. Đừng tưởng đi học vài năm là có thể lên giọng. Ông đánh chết đồ đi tiện mày! Không đợi cô nói xong, ông Ngô giận đến mức cầm chiếc ghế bên cạnh định phang cô, lại bị Lâm Tu Kiều đứng một bên cản lại. Nói chuyện thì nói chuyện tử tế, đừng động một cái là đánh người. Nụ cười của anh nhã nhặn, nhưng ánh mắt là ánh mắt của ác ma. Tôi dạy con còn không đến lượt anh xen vào. Hiển nhiên không ngờ được bản thân mình tốt bụng giữ anh ta ở lại, anh ta còn không tỏ ra biết ơn thì thôi, làm ông Ngô giận đến hộc máu. Nhưng Lâm Tu Kiều trẻ tuổi khỏe mạnh, ông ta không làm cách nào thoát khỏi bàn tay như gọng kìm kia. Lâm Tu Kiều cười nhạt, cháu không cần biết cô ấy là con gái ai, cháu chỉ biết cô ấy là mẹ của con cháu. Một câu nói làm cả hai người kia không khỏi nghẹn họng. Đến lúc này anh mới buông ra, tào nhã phủi phủi vết bẩn vô hình trên tay. Lúc ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Ngô Quế Lan, trái tim anh không hiểu sao trở nên căng thẳng. Nếu anh không ngăn cản, có phải cô sẽ mặc cho chiếc ghế kia nện xuống người mình? Còn chưa chắc là con ai đâu. Ngô Quế Anh hừ lạnh, tức giận vì bị phản bội, cùng với sự ghen tị đang nhen nhóm trong lòng, làm cho cô ta nói ra những lời ác nghiệt. Cô có rất nhiều người theo đuổi, nhưng mà không một ai trong số đó có thể sánh được với người đàn ông trước mặt này, cũng khó trách được cô cảm thấy bất bình. Lâm Tu Kiều nghe thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Cô gái, nếu cô không muốn tự sức họa vào thân, thì đừng ăn nói thiếu suy nghĩ. Xương sống Ngô Quế Anh đột nhiên lạnh đi,
rõ ràng cảm thấy anh ta chỉ mạnh miệng, nhưng không thể bỏ qua được sự quyết đoán làm cho người ta ngạt thở trong lời nói đó. Hiển nhiên Ngô Quế Lan cũng nghe được, vừa thoáng định thần lại, nhìn về phía ông Ngô. Ba à? Đừng gọi tao là ba, ông Ngô quát. Đối với loại đàn bà đê tiện như mày, tao. Mắng chửi chưa xong, ông ta bỗng nhiên ôm đầu ngồi xuống khóc giống lên, vừa khóc vừa của trách. Tại sao tao lại đẻ ra loại nghiệt tử như mày? Tại sao tao lại nuôi một đứa con gái không biết xấu hổ như mày? Thể diện của cả nhà đều bị chị làm mất hết. Không dám tiếp tục trêu chọc Lâm Tu Kiều, Ngô Quế Anh đem tất cả tức giận trút lên người Ngô Quế Lan. Sau khi biết được chị làm việc này, mẹ tức giận đến ngã bệnh liệt giường. Đến lúc tôi lên đây vẫn chưa dậy được. Mẹ muốn tôi hỏi chị xem, đứa con gái kiên cường mạnh mẽ của bà đi đâu mất rồi, tại sao lại tự chà đạp mình như vậy? Mẹ kiếp, ai sinh ra mà muốn làm gái đứng đường? Từ lúc gặp mặt, không có lấy một câu hỏi han ân cần. Đến lúc này lại miệt thị cô như thế, tính tình Ngô Quế Lan vốn không lấy gì làm nhu mì, nghĩ đến mẹ vẫn còn nằm trên giường, trong lòng vừa giận lại vừa đau. Ngoài miệng lại càng thêm bất cần. Còn dành chết tiệt, mày đừng có không phân biệt lớn nhỏ ở đây mà miệt thị chị mày. Mày cho là mày đi học thì thanh cao lắm hả? Không phải mày đi học bằng tiền chị mày bán thân sao? Đi, mày có tài thì tự kiếm tiền mà trang trải học phí đi. Một Ngô Quế Anh không bao giờ tranh chấp với người khác. Một khi muốn cãi nhau thì làm sao có thể là đối thủ của Ngô Quế Lan? Lập tức nước mắt đã trào ra. Được, nếu tôi không dùng tiền của chị, sau này chị cũng đừng đến gặp tôi. Bỏ lại sau lưng những lời tuyệt tình, cô ta xoay người lại dìu cha mình. Ba à, chúng ta đi thôi, ba còn có con và các em. Cứ coi như ba chưa từng sinh ra đứa con gái không biết xấu hổ kia. Đúng vậy, đã chết, coi như đã chết. Ông Ngô run rẩy đứng lên, nước mắt già nua trào ra từng đợt, không ngoảnh mặt lại nhìn Ngô Quế Lan dù chỉ một lần. Đi đi, đi đi, chỗ của tôi bẩn lắm, không cẩn thận làm ô uế hai vị. Nhìn hai người kia bỏ đi không thèm quay đầu lại, mắt Ngô Quế Lan đã ướt nhòe nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh miệng. Cô thật là không bao giờ học được dịu dàng. Bao nhiêu năm phải lá mặt lá trái với người đời đã quen, đến giờ đối diện với người nhà cũng không sao nói được những câu thật lòng. Bây giờ không còn phải sợ hãi phải giấu giếm, nhưng thái độ của những người thân yêu đó là thế. Vậy mấy năm nay cô sống cuộc sống nhục nhã như vậy để đổi lấy cái gì? Quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tu Kiều không biết đã ngồi xuống ghế từ lúc nào. Cô nhanh chóng đưa tay lau đi một giọt nước mắt đang lan xuống, mặt đỏ bừng lên. Anh xem Tấu Hải đã đủ chưa? Cô nghiến răng nói. Lâm Thu Kiều nhếch khóe môi rất đẹp, cũng tạm đủ. Sừng một lát mới nói tiếp, người nhà cô hình như không chấp nhận được cô làm việc này rồi. Câu này nói ra dường như cố ý chọc giận người đối diện vậy. Mẹ cũng không liên quan đến anh. Suy nữa Ngô Quế Lan không kìm chế được chửi ầm lên, lại nhìn thấy bộ dạng thảnh thơi của anh mà kịp thời dừng lại, lạnh lùng trả lời một câu, sau đó lấy di động trên người ra bấm số, đi ra ngoài cửa gọi điện. Lâm Tu Kiều tò mò đi phía sau xem cô làm gì. Vĩ à? Nghe đến hai chữ này, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Ba em và bé anh đến đây, anh có thể thay em chăm sóc bọn họ không? Vâng, họ biết rồi, cũng không có gì, chỉ nổi nóng. Đợi một thời gian nữa em sẽ nói rõ với họ. Anh gọi điện cho bé anh đi, làm phiền anh rồi. Cúp máy, Ngô Quế Lan quay đầu, đối diện với ánh mắt không lấy gì làm vui vẻ của Lâm Tu Kiều. Tôi bảo, cô thở dài, không muốn tranh chấp với anh. Anh Lâm, có lẽ anh không nên quay lại đây nhiều, chỗ tôi cũng không phải nơi tốt đẹp gì, anh không sợ bị người khác cười sao? Đây là việc của tôi, không liên quan đến cô. Lâm Tu Kiều cười nửa miệng, sửng sưng nói, có chuyện xảy ra, người đầu tiên cô nghĩ đến là người đàn ông tên Trương Vĩ kia, mà anh bây giờ đang ở ngay trước mặt cô lại tìm mọi cách để thoát khỏi anh, thế nghĩa là sao? Ngô Quế Lan ngạc nhiên, sau đó cụp mắt cười khổ. Đúng, chúng ta chẳng liên quan gì, mong anh đi cho. Lúc về nhờ anh tiện tay đóng cửa lại giúp. Nói xong, cũng không để ý đến anh, cô lập tức đi vào chiếc giường phía trong nằm. Những tủi nhục đau đớn mấy năm rồi phải gánh chịu lập tức dội lại, làm cho cô gần như không thở nổi. Làm sao còn tâm trạng giằng co với anh? Bình sinh lần đầu bị người khác bỏ qua như vậy, Lâm Thu Kiều tự ái, suýt chút nữa cứ thế bỏ đi. Nhưng đôi chân anh giống như tự có ý thức, lại vẫn theo sau cô. Im lặng dừng ở bên giường,
Anh nhíu mày nhìn cô gái làm cho tất cả mọi thứ của anh đều thoát ly quỹ đạo kia. Cô nằm nghiêng một bên, bi thương từ đôi chân mày, từ bóng đổ nơi cuồng mắt nhàn nhạt tỏa ra khiến người ta chua xót. Cô mím môi nhưng cũng không hề rơi nước mắt. Sao có thể quật cường như thế? Anh thở dài, từ sâu tận đáy lòng bỗng trở nên mềm mại vô cùng. Nhịn không được đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, cuối cùng ngón tay dừng ở đôi lông mày đang nhíu chặt. Ngô Quế Lan đột nhiên mở to mắt ngồi dậy, như một người chết đuối phới được cọc, khát khao cầm lấy tay anh. Anh có muốn em không? Lâm Tu Kiều giữ người. Em cùng với em đi, xin anh. Dường như sợ anh cự tuyệt, cô buồn bã nức nở khẩn cầu. Em không bị bệnh, thật, hàng tháng em đều kiểm tra, em không nhiễm ết, cũng không có bệnh gì. Quật cường cùng kiên cường trong mắt cô dần dần tan vỡ, giống như một mũi tên nhọn thông thả mà cố chấp tiến vào trái tim chưa kịp phòng vệ của Lâm Tu Kiều. Anh đau đớn đến không thở nổi, phải nhắm mắt hít sâu một hơi để cố thoát khỏi cảm giác kỳ lạ này. Phải rồi, anh vẫn cảm thấy em không xứng. Phản ứng của anh trong mắt Ngô Quế Lan là từ chối. Cô cười đau đớn, chết lặng thì thào, tay dần dần buông lỏng. Cô gái như em thật. Lâm Tu Kiều ngay lập tức cầm lấy bàn tay vừa buông lỏng của cô, bác đắc sĩ thở dài, biết bản thân mình xảy ra vấn đề rất trầm trọng rồi. Vốn không có ý định kia, nhưng khi nghe thấy Ngô Quế Lan khóc òa vì sự dịu dàng của mình, anh cũng bắt đầu mất đi khống chế. À, thành công! Khi đau khổ và sung sướng đạt đến đỉnh điểm, những tình cảm chôn chặt dưới đáy lòng kia cũng theo đó bật thành tiếng. Ngô Quế Lan ôm chặt lấy cơ thể cường tráng của người đàn ông kia, khóc nức nở. Em nhớ anh, rất nhớ anh, thành công! Lâm Tu Kiều như bị tạt một thùng nước lạnh, từ cơ thể đến trái tim lạnh đến dù mình. Em mở to mắt nhìn rõ ràng cho tôi là Lâm Tu Kiều. Giữ lấy mặt cô, chống lại ánh mắt như cuồng loạn của cô, anh nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng. Chưa bao giờ có người phụ nữ nào ở trên giường gọi nhầm tên anh, vậy mà cô dám. Ngô Quế Lan tỉnh táo lại, không rõ vì sao anh bỗng nhiên trở nên giận dữ. Cô mở miệng nói, em biết mà. Cô đương nhiên biết anh là ai. Em biết. Lâm Tu Kiều nhào đôi mắt còn đẹp hơn phụ nữ của mình thành một đường cong nguy hiểm, giọng rất nhẹ lặp lại lời cô. Nếu vậy, thành công kia là cái quái gì? Dám để cho Lâm Tu Kiều anh làm người thay thế ư? Ngô Quế Lan kinh ngạc, thành công không phải là cái gì? À, thấy lời nói của mình có vấn đề, cô lập tức dừng lại, nhìn Lâm Tu Kiều bất giác bật cười. Bị nụ cười kỳ lạ của cô làm cho mất tự nhiên, Lâm Tu Kiều đột nhiên sự cảm được đáp án có lẽ là điều mình không muốn biết. Vì vậy tức giận xoay người nằm xuống bên cạnh cô, kéo chăn phủ lên hai cơ thể mệt mỏi. Này, nhìn nụ cười của cô tắt dần, anh hơi bất mãn. Cảnh cáo em, khi ở cùng tôi không được phép nghĩ đến người đàn ông khác. Người đàn ông khác? Ngô Quế Lan cười khổ, khẽ thở dài. Em biết, anh là người đàn ông tốt. Nghĩ đến ánh mắt khinh miệt của ba và em gái, cô không khỏi thở dài. Một đêm mất ngủ, lúc này Lâm Tu Kiều mệt mỏi sưng trào, ngáp một cái, ôm chặt cô vào lòng. Tôi không phải người tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu cô biết anh đã từng làm những gì với cô nhất định sẽ không nói như vậy. Tự nhủ thầm trong lòng, anh cúi đầu chôn mặt trong cổ cô, mơ mơ màng màng bắt đầu ngủ. Làm sao không nghĩ ra được, Ngô Quế Lan mở to mắt, tuy rằng rất mệt nhưng không cách nào ngủ được. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn đang ngủ say gần trong tích tắc, cô nghĩ lại cuộc sống mấy năm nay của bản thân, cả những chuyện xảy ra buổi sáng ngày hôm nay, nghĩ đến mẹ ốm bệnh vì tức giận ở nhà. Nước mắt cuối cùng không nhịn được mà trào ra. Chương 10. Gà rừng đứng cạnh Phượng Hoàng. Mấy ngày tiếp theo, khi Ngô Quế Lan ra ngoài nhà xác, ngoài ý muốn gặp phải một người. Anh chàng con lai cao giáo điển trai tên A Sâm kia đang dựa vào chiếc xe mu trần màu đỏ, nhàm chán nghịch một chiếc bật lửa rất đẹp. Nhìn thấy cô, anh ta quay sang nở nụ cười không chê vào đâu được, sau đó lại lơ đãng quay đi. Ngô Quế Lan tưởng anh ta ở chỗ này đợi ai đó, cũng không để ý, cứ đường mình đi. Ai ngờ lúc gần lướt qua, anh ta tách một cái đóng bật lửa lại, ánh mắt màu xám nhạt nhìn cô cười như không, ngả ngớn hỏi. Bao nhiêu tiền một lần? Ngô Quế Lan dừng lại, ngẩn ra. Tôi nói, cô ngủ với tôi một lần, bao nhiêu tiền? Như thể giúp cô chứng thực cô không hề nghe lầm hay hiểu sai, A Sâm lại thong thả dùng cách khác biểu đạt ý tứ của mình.
Ngô Quế Lan nhắm mắt lại. Cái nhìn sắc bén lóe lên rồi dần dần nhạt đi. Không làm. Thản nhiên phun ra hai chữ, cô cũng không muốn giải dòng với anh ta. Anh ta có thật muốn thế hay không? Cô liếc mắt một cái cũng biết. Rõ ràng người này tìm đến gây sự, dù cô tức giận song cũng không muốn ôm phiền toái vào người, vì thế nên nhẫn nhịn bỏ đi. Không làm. A Sâm nhíu mày, cười nhạo, tay cắm vào túi quần bò, thong dong bước đến cản đường Ngô Quế Lan. Làm bộ thanh cao, không phải ngày hôm qua mới tiếp anh bạn của tôi à? Hôm nay đã làm bộ trinh tiết liệt nữ, ha ha, hay là gái gọi đã có tình? Giọng nói trêu chọc, vẻ mặt bất cần đời, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén. Mím môi, Ngô Quế Lan hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Có phải xem tôi có hứng hay không đã, không cần anh phải để ý. Trên đời này, có những người không nên đắc tội, cô biết, cho nên mới buộc phải học cách khống chế chính mình. Chậc chậc. A Sâm lắc đầu phát ra tiếng khinh bỉ, đánh giá Ngô Quế Lan từ trên xuống dưới một lần, vẫn duy trì khoảng cách với cô hai bước. Tất nhiên là bởi mùi xác trên người cô làm cho khó chịu. Không làm thì thôi, tôi cũng chẳng ép. Ha ha, chẳng qua là loại gái đứng đường, ai cũng có thể làm chồng, hơi đâu mà để ý. Ha ha. Nhìn nụ cười kiêu ngạo bất cần của anh ta, Ngô Quế Lan cảm thấy tai mình bắt đầu ngứa, nhưng còn chưa mất lý trí mà quên đi thực tế. Vì vậy cố gắng nhẫn nại giữ trầm mặc, chờ anh ta bỏ đi. Kiều trừ chuộng ra ra cũng thật quá đáng, có thể vì cô ấy mà lãng phí thời gian đền bù cho cô. Tiếng cười dừng lại, lạnh lùng nhìn Ngô Quế Lan. A Sâm nói với giọng thương hại. Cậu ta chỉ là một tên đàn ông yêu điên cuồng đến mức không biết mình đang làm gì. Tôi khuyên cô một câu, đừng quá tin tưởng cậu ta, nếu không. Nói chưa hết, anh ta dừng lại, phẩy tay đi về phía xe của mình. Ngô Quế Lan cụp mắt xuống, tiếp tục đi về phía trước, dường như những lời anh ta nói chẳng có tác động gì. A Sâm lên xe, khi lướt qua người Ngô Quế Lan, đột nhiên nhô đầu ra, cười hề hề thần bí. Phượng Hoàng sao có thể để ý gà rừng? Đừng quên mấy tháng trước, cô đã ế ẩm thế nào? Cô không ngây thơ đến nỗi nghĩ đó là do đen đủ chứ? Ném lại một câu đầy ẩn ý, anh ta phóng xe đi thẳng. Ngô Quế Lan dừng lại, không có cách nào đi tiếp. Sau một lúc lâu, cô đột nhiên cười. Mẹ kiếp, đời cái kiểu gì thế này? Cô nhổ một bãi nước bọt, thì thào mắng. Cô không ngây thơ, cũng không phải đứa ngốc. Nghe một câu đó cũng đoán được 7-8 phần ý. Thì ra, một lần hảo tâm làm người tốt, cô lại hồ đồ đắc tội với một tên ôn thần, tự biến mình thành con chuột chạy qua đường mang cho người ta hành hạ. Thật là không thể ngốc hơn được nữa. Tuy biết người đàn ông tên A Sâm này không tốt bụng đến mức đặc biệt chạy đến đây nói cho cô sự thật, nhưng mà kệ anh ta vì lý do gì, những lời nói đó quả thật rất đáng giá cho cô suy nghĩ một phen. Xoay người, cô trở về nhà, trải qua sự trở mặt của người thân, sau đó lại biết được chân tướng sự việc như thật như giả đó, kiên cường như cô, rốt cuộc cũng không thể nào chống đỡ được nữa. Về nhà, đóng cửa, cô bình tĩnh đi đến bên giường, nhìn chăn gối gấp lại gọn gàng, trong đầu cô hiện lên hình ảnh hai người ôm nhau ngủ, hiện lên hình ảnh ngày đó anh ôm cô không chịu buông tay, nụ cười trên mặt cô giờ đây còn khó coi hơn khóc. Khốn kiếp, cô thì thào mắng một câu, đột nhiên quỳ gối xuống đất, vùi mặt xuống đệm hồi lâu không hề nhúc nhích. Cô sống bao năm qua, có thể nói là chẳng có chút ý nghĩa gì. Cuối tháng, Ngô Quế Lan vẫn gửi tiền về nhà như thường lệ, nhưng vì nhà xác thu nhập thấp nên tiền gửi về cũng theo đó mà ít đi. Vài lần gọi điện thoại đến cửa hàng đầu thôn, ban đầu người ta còn giúp cô đi gọi, nhưng cũng không có người đến nghe. Sau đó người ta nhấc máy thấy cô gọi, không hề ngần ngại cúp máy luôn. Nghĩ đến việc của mình đã truyền đi khắp cả thôn, chuyện trong nhà chỉ có thể nghe được qua lời Trương Vĩ. Mẹ cô không có vấn đề gì lớn, bé anh cũng đã quay về trường học. Có cô hay không, dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sau ngày hôm đó, Lâm Tu Kiều cũng không đến nhà nữa, tính ra cũng đã được một tháng. Ngô Quế Lan lúc đầu cũng chờ mong anh phủ nhận những gì cô nghĩ, nhưng thời gian cứ thế trôi qua, cô cũng dần lạnh lòng. Có lẽ với anh mà nói, cô chỉ là một cô gái bán hoa rẻ tiền, chơi đùa xong liền vứt bỏ. Đây là sự thật cô đã sớm hiểu ra, cũng không có gì để nói là thất vọng hay không. Tiểu Kinh đêm nào cũng xuất hiện, còn nó ở bên thực ra cũng bớt cô đơn. Qua tháng riêng, thời tiết trở nên ấm áp. Trong sân, những chồi cỏ xanh non cũng đã bắt đầu nhú lên. Số quần áo khoác lên người cũng ngày một ít dần, mà bụng cô thì càng ngày càng lớn.
Có khi nghĩ đến đứa bé trước mắt và đứa bé trong bụng mình là một, cảm giác vẫn còn thấy rất kỳ lạ. Hôm nay, trở về từ bãi rác, Ngô Quế Lan phát một chiếc túi lớn đầy phế liệu vừa đi vừa nghỉ. Đi đến bên công viên ngoài ngự viên, trời đã nhá nhem tối, đèn trong công viên đã được bật lên. Ánh sáng chiếu rọi cả một khoảng, bởi vì tiết trời ấm áp, những người tản bộ sau giờ ăn tối trong công viên rất nhiều. Nhìn thấy cô đều bịt mũi tránh thật xa như tránh một tên ăn mày. Ngô Quế Lan hiểu, nếu muốn kiếm bát cơm ăn, nhất định phải học cách bỏ qua ánh mắt của những người này. Huống chi công việc trước kia của cô so với công việc bây giờ còn khiến người khác dị nghị hơn nhiều. Khi đi qua con đường đầy lá phong giữa công viên, một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt làm cho bước chân của cô không tự giác chậm lại. Là Lâm Tư Kiều, anh đang cùng một cô gái tóc dài sánh vai dạo bộ cách đó không xa, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với nhau vài câu, không khí vô cùng thân mật, hòa hợp. Trái tim đau đến mức như thứ gì đó xuyên qua, đau đến mức trước mắt cô mở đi. Hít sâu một hơi, cô cố gắng ép mình nở một nụ cười chua chát, sau đó nhấc bước chân nặng nề tiếp tục rẽ sang một con đường mòn. Mẹ kiếp, tự làm tự chịu, đáng lắm. Vừa đi cô vừa tức giận lấy mu bàn tay lau những đắng chát nơi khóe mắt, nhưng chẳng có cách nào. Dừng chân lại, cô giã rời buông thõng hai vai, mặc cho bao nhiêu đau đớn tràn lan khắp cõi lòng. Bất giác đưa tay lên xoa bụng, cô chỉ là loại gái đứng đường hám lợi thấp hèn, lại muốn học người ta đi làm người tốt. Cô không phải người như thế, không phải vẫn nói người không vì mình, trời tru đất diệt hay sao? Cô. Hất mạnh đầu, đổi hết những thứ không nên nghĩ, cô tiếp tục tiến về phía trước. Nếu muốn sống sót, cô nhất định phải quên anh đi, quên những việc đã xảy ra giữa hai người. Cô, cho đến bây giờ, chưa bao giờ là loại phụ nữ lụy tình. Bây giờ cũng không cần giả bộ đáng thương bị người ta chơi đùa xong vứt bỏ. Nếu như vậy, ngay cả cô cũng tự phỉ nhổ bản thân. Về đến nhà, mua nước rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ, cô bắt tay vào nấu ăn. Tiểu Kinh mặt nhăn như mướp đắng bất ngờ xuất hiện, mặc bộ quần áo mới Ngô Quế Lan đốt cho, đôi giày ẩm ướt há mõm dưới chân cũng được đổi, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Mẹ lại đau lòng rồi. Nó tức giận, tóc mái dài che đi ánh mắt sáng ngời cũng giấu đi sự sắc bén. Hai tiếng, Ngô Quế Lan cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể gượng cười. Từ khi đồng ý để Tiểu Kinh đầu thai làm con mình, hai người từ đó dường như có một mối liên hệ vô hình. Cảm xúc của cô không hiểu sao cũng ảnh hưởng đến nó. Nếu cô đau, nó cũng đau theo. Cho nên mấy ngày nay, nó cũng phải khổ sở cùng cô. Nếu cô không lấy chuyện phá thai ra uy hiếp, chỉ sợ nó đã sớm tức giận mà đi dạy cho Lâm Tu Kiều và người nhà cô một bài học. Mẹ, đã nói với mẹ rồi, sau này để Tiểu Kinh yêu mẹ, mẹ cũng chỉ yêu Tiểu Kinh. Đừng nghĩ đến con người vô tình kia nữa, vậy mà mẹ không nghe. Tiểu Kinh giáo huấn, bác đắc sĩ ném cho cô một cái nhìn xem thường. Ngô Quế Lan lắc đầu bật cười, nhìn bộ dạng tình quái của nó có thể biết được cuộc sống sau này của cô sẽ không bao giờ nhàm chán. Nước sôi, cô đứng dậy pha mì. Lúc này có người gõ cửa, cô còn chưa kịp định thần, Tiểu Kinh đã nhảy dựng lên, chạy ra ngoài. Ngô Quế Lan cũng không vội vàng, ngồi xuống ghế, nhìn những sợi mì lửng lơ trong tô nước, vẻ mặt vô hồn. Là anh thành công. Trong tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, Tiểu Kinh lặng lẽ chạy lại bên cô. Nó có thể tạo ra ảo giác khiến người ta tưởng như bị bóp cổ đến hít thở không thông, nhưng lại không thể động vào bất kỳ đồ vật gì, ngay cả việc mở cửa nhẹ nhàng như vậy. Nó cũng làm không được. Cơ thể Ngô Quế Lan cứng đờ, vẫn ngồi bất động. Tiếng gõ cửa dồn dập bên tai, cô nhấc nồi ra khỏi bếp, bắt đầu ăn mì. Mẹ không định đi mở cửa à? Tiểu Kinh sốt ruột hỏi. Ngô Quế Lan không trả lời, tiếp tục ăn mì. Cả ngày nay ăn bánh bao nguội cũng phải bổ sung thứ gì đó cho ấm bụng. Ăn được một nửa, tiếng gõ cửa dừng lại. Tiểu Kinh nhíu mày, tức giận nhìn Ngô Quế Lan dừng dưng cắm đầu ăn mì. Người lớn thật kỳ lạ, rõ ràng là rất nhớ, đến khi người ta đến lại nhốt ở bên ngoài. Ngô Quế Lan liếc mắt nhìn nó một cái, mỉm cười. Con cảm thấy mẹ nên mở cửa à? Cho dù là người già hay trẻ nhỏ, lúc lải nhải cũng đều làm cho người ta thấy phiền lòng. Đương nhiên, Tiểu Kinh bị cô đánh lạc hướng, không còn lải nhải, nó gật đầu kiên định đáp. Được rồi, nghe theo con cả, bây giờ mẹ đi mở cửa, nếu anh ta còn ở đó thì để cho anh ta vào nhà. Ngô Quế Lan cười nhẹ, buông chiếc đũa trên tay đứng dậy. Lâm Tu Kiều là người cao ngạo, đợi lâu vậy không mở cửa,
làm sao còn ngốc nghếch mà đứng đó chờ. Cô như vậy chỉ là muốn cho Tiểu Kinh hết hy vọng mà thôi. Mẹ! Tiểu Kinh biết cô làm như vậy chỉ là chiếu lệ cho có, vì vậy tỏ ra ủ rũ. Hả? Hay là không ra nữa? Ngô Quế Lan trìu mến như bộ dạng đáng yêu của nó, dịu dàng nói. Nếu nó nói không thì cô có thể đỡ phí chút sức. Tiểu Kinh bĩu môi, vốn định nói không cần, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mẹ đã lạnh lòng. Bản thân mình cũng phải thôi hy vọng có anh thành công làm ba, liền ngẩng đầu, vội vàng đáp. Muốn đương nhiên muốn ra. Ngô Quế Lan thở dài, đi ra ngoài sân. Cánh cửa mở ra, như Ngô Quế Lan đã đoán, bên ngoài tối như mực, không một bóng người, cũng không thấy xe của Lâm Tu Kiều. Không thể phủ nhận được sự mất mát trong lòng, Ngô Quế Lan cười tự giễu, thế mới biết bản thân mình vẫn chờ mong anh đến mức nào. Ngô Quế Lan mày, thật vẫn chưa học được bài học nhớ đời hay sao? Cô thầm tự trách. Lắc đầu, cô thở dài một hơi, quay đầu cười nói với Tiểu Kinh. Thế nào, không còn ai đứng đây cả. Sau nói đột nhiên tắt ngấm, bởi cô cũng không thấy Tiểu Kinh cùng đi ra. Lắc đầu, cô lẩm bẩm than. Chỉ biết để mẹ ra mở cửa, mày đến chân cũng lười đi hả? Thở dài, cô chuẩn bị đóng cửa, lại thấy ở cạnh tường vây có một đống lửa mãi không tàn. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện ở đó có một bóng người tựa vào tường. Em lại mang đàn ông về nhà. Người nọ mở miệng, ngữ khí lạnh đạm mà trào phúng, không phải Lâm Tu Kiều thì là ai? Lòng Ngô Quế Lan bỗng dưng xáo trộn, nhưng nhất thời không nói được gì. Ngay cả chính cô cũng không tưởng tượng được. Khoảnh khắc khi nhận ra anh vẫn còn ở đây, cô sung sướng biết chừng nào, thật vô dụng biết bao. Thế nào, không muốn nhìn thấy tôi? Hay là tôi quấy rầy việc làm ăn của em? Lâm Tu Kiều đập tàn thuốc ở trên tường, sau đó thong thả tiến đến trước mặt Ngô Quế Lan. Dưới ánh đèn mờ mịt hát ra từ bên trong, có thể nhìn thấy anh đeo kính. Trên khuôn mặt có thứ cảm xúc gì đó người ta không thể nào nắm bắt được. Anh về đi, từ sau đừng đến đây nữa. Ngô Quế Lan lấy lại tinh thần, cười lạnh đuổi khách, hoàn toàn quên mất lời hứa với Tiểu Kinh. Loại người như bọn họ, cô không nên trêu vào, chẳng lẽ muốn trốn tránh cũng không được sao? Tiểu Kinh trốn ở một bên, xem xét tình hình mà sốt ruột. Lâm Thu Kiều tỏ ra kinh ngạc. Em nói gì kia? Đây là cô đang từ chối anh. Sáng vẻ của anh sao lại giống như đang bị cô vứt bỏ vậy? Ngô Quế Lan không khỏi nhớ đến vẻ mặt ngày hôm đó khi anh mất trí nhớ được cô nhặt về, trong lòng nhói lên, lời ra miệng cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Tôi chỉ là một gái bán hoa thấp kém, làm sao dám đắc tội với anh, trừ phi tôi muốn chết không toàn thây. Coi như tôi xin anh, đừng vì chuyện đó mà gây cho tôi thêm phiền phức. Nói thế nào thì coi như tôi cũng đã từng cứu bạn gái anh một lần. Cô nghĩ anh vì chuyện đó mà trả thù cô, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hiểu lầm về căn bệnh AIDS. Ngược Lâm Tu Kiều khẽ giật. Cô biết rồi, cô biết rằng chính anh là người ép cô vào bước đường cùng. Em nói bậy bạ gì đấy? Sau nói anh có pha một chút bối rối, tại sao cô lại biết được là ai nói với cô, ai có lá gan lớn như vậy? Còn muốn gạt cô, trong lòng Ngô Quế Lan vừa đáng chát vừa tức giận, cắn răng nói. Bạn tốt của anh, A Sâm chứ ai? Nếu anh muốn ép tôi chết, cứ nói thẳng ra là được, cần gì phải đi đường vòng như vậy? Người nhà cô vì sợ bị cô làm mất mặt mà từ cô, ngay cả người mà trước nay cô vẫn nghĩ là người tốt thì ra cũng luôn luôn lừa cô. Có những khi vùng vẫy trong tuyệt vọng, cô cảm thấy có lẽ cứ thế chết đi còn dễ chịu hơn sống rất nhiều. Lời của cô giống như cú chùy thép nện thẳng vào lòng Lâm Tu Kiều, mặt anh nháy mắt trở nên trắng bệch. Sự thong dong nhã nhặn biến mất không còn. Tôi không hề nghĩ như vậy, chỉ là tôi... Anh muốn thanh minh nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Trên thực tế, đúng chỉ là vì một chút việc nhỏ mà anh đã từng bước cô đến đường cùng. Nhưng anh không hề muốn bức tử cô, anh chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Quay đầu, Ngô Quế Lan không nhìn thấy sự thất thần buồn nản trong mắt anh. Thôi đi. Thản nhiên bỏ lại hai chữ, cô từng bước lùi lại phía sau, không thèm để ý đến khuôn mặt ai oán của Tiểu Kinh ở bên cạnh, chuẩn bị đóng cửa. Chờ một chút. Lâm Tu Kiều giật mình định thần lại, bèn nhanh chóng giữ lấy cánh cửa, từng bước tiến về phía trước. Nhìn khuôn mặt lãnh đạm xa cách của Ngô Quế Lan khuất trong bóng tối, anh nở nụ cười càn rỡ. Tôi có thể đồng ý không làm phiền em, nhưng em lấy gì để báo đáp tôi đây? Không muốn cứ như vậy mà đoạn tuyệt quan hệ với cô, không muốn sau này không còn được nhìn thấy cô nữa, anh chỉ có thể dàn xuống áy náy trong lòng,
Masai nói ra những lời này. Báo đáp. Câu trả lời này hiển nhiên nằm ngoài dự tính của Ngô Quế Lan. Cô thất thần một hồi, sau đó bật cười, chỉ là trong nụ cười đó đầy chua xót đáng cay. Anh xem chỗ tôi có cái gì thì cứ lấy. Một câu nói hài hước như vậy mà cô hỏi xong đột nhiên muốn rơi lệ. Chỉ ra cảm giác từ từ mất hết hy vọng với một người lại đau đớn đến nhường này. Lâm Tu Kiều cười đắc ý. Chính em nói đấy nhé, anh muốn lấy. Nói xong, bỗng nhiên đưa tay kéo Ngô Quế Lan, cô trở tay không kịp ngã nhào vào lòng anh. Cơ thể mảnh mai kia vì mang thai mà có vẻ đầy đặn hơn, xê vào ngực anh. Khoảnh khắc đó, Lâm Tu Kiều không tự chủ được thở phào một hơi. Một tháng, hơn một tháng rồi, lại có thể được ôm cô, thật tốt biết bao. Anh! Ngô Quế Lan hoảng sợ, dãy ruội theo bản năng, mơ hồ không biết đây là tình huống gì. Đừng nhúc nhích! Hai tay càng siết chặt, giống như một gọng kìm thép ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô. Lâm Tu Kiều tựa đầu chôn bên gái cô, cõi lòng miên man, anh dịu dàng nói. Xin lỗi. Ngô Quế Lan sững sờ vì hai chữ đó. Tại sao anh lại nói như vậy? Anh còn muốn thế nào? Xin lỗi, xin lỗi. Giống như đang niệm chú, anh nỉ non lặp lại bên tai cô, cho đến khi nước mắt của cô trào ra. Tiểu Kinh cau mày ngồi trong một góc, vì một cảnh tượng kia mà tức giận vô cùng. Nó vẫn là một đứa trẻ thôi, có biết không? Nó làm sao lý giải được thứ tình cảm phức tạp này? Xin lỗi có đổi ra tiền được đâu, làm gì nói nhiều như vậy? Ngô Quế Lan bực bội mắng, không nhúc nhích được, chỉ có thể đem nước mắt lao vào áo người đàn ông trước mặt. Thực ra, cô thà rằng anh không nói hai chữ này, như vậy cô có thể hoàn toàn dứt hy vọng. Cô không muốn lại coi anh như khách hàng, cũng không muốn nhận anh làm bạn. Cô không muốn lấp lửng trong mối quan hệ này, cũng không muốn giả vờ như chẳng có gì. Nhìn anh sống cuộc sống hạnh phúc với người đàn bà khác, cô không chịu nổi. Lâm Tu Kiều không đáp, chỉ nhẹ nhàng cọ qua khuôn mặt ướt sũng của cô, rồi vội vàng cuốn lấy môi cô. Còn có người ở đây đấy. Bác sĩ thở dài, sau khi chắc chắn sẽ không bị liên lụy vì sự đau lòng của Ngô Quế Lan nữa. Tiểu Kinh biến mất giữa bóng đêm. Nó còn muốn anh thành công làm ba nó, cho nên tốt nhất không nên quấy rầy hai người họ bồi đắp tình cảm. Không có cách nào cự tuyệt, Ngô Quế Lan chỉ có thể từ từ nhắm đôi mắt đẫm lệ, dịu dàng mà đón nhận. Trái tim và cơ thể hòa tan trong sự ôn nhu của anh. Biết đó là một liều thuốc độc, nhưng cô không có cách nào kháng cự được sự dụ hoặc của nó mà liều mình nuốt trọn. Di động của Lâm Tu Kiều đột ngột vang lên, hai người giật mình tách ra. Nhìn nhau hồi lâu, Lâm Tu Kiều mới lấy điện thoại ra nghe. Là A Sâm. Đúng, tôi đang ở chỗ cô ấy. Anh gục đầu lên trán cô, vừa mỉm cười, vừa nói chuyện với người đầu kia điện thoại, không ngại ngùng, do dự hay che giấu. Tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi nghĩ tôi thật sự yêu cô ấy. Nhìn sâu vào ánh mắt Ngô Quế Lan, anh nói nhận thấy sự khiếp sợ và hoài nghi trong mắt cô. Anh không khỏi dùng tay kia khẽ vuốt ve mặt cô trấn an. Đồ điên. Đó là hai chữ cuối cùng đầu dây bên kia ném cho anh. Úp máy, bên tai Lâm Tu Kiều còn vang vẳng tiếng mắng của A Sâm. Anh cười. Này, cô em à, chúng ta kết hôn đi. Thần kinh. Ngô Quế Lan bị dọa cho hoảng hốt, thốt lên chỉ cho rằng anh đang nói bậy. Nhưng không thể phủ nhận được, khi anh nói ra hai chữ kia, trái tim cô như đập sai vài nhịp. Lâm Tu Kiều chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Đêm hôm đó anh ở lại. Lời Lâm Tu Kiều nói, Ngô Quế Lan không để ở trong lòng. Cô không tin một người đàn ông như anh sẽ đồng ý lấy một cô gái đã từng ngồi tù lại còn làm gái bán dâm. Hơn nữa còn mang trong mình một đứa bé không rõ cha. Ngay cả Trương Vĩ thích cô từ nhỏ cũng đã hoàn toàn bỏ cuộc. Cô không tin trên đời này còn có người đàn ông nào chịu làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Huống chi, cô còn tận mắt nhìn thấy anh và một cô gái khác nói chuyện thân mật, tình cảm. Không hỏi anh việc đó là vì cô cảm thấy không cần thiết, cũng không có tư cách gì để hỏi. Tạm thời cứ vậy đi. Ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Tu Kiều đi, mọi lần đi này kéo dài đến hơn nửa tháng. Ngô Quế Lan cũng không thấy bất ngờ, cô là loại người nào chứ, sợ là khi anh nhàm chán mới có thể nhớ đến mình mà thôi. Tôi nghĩ tôi thực sự yêu cô ấy. Mỗi lần nhớ lại đêm hôm đó, anh tựa đầu vào trán cô nói ra câu ấy, cô cảm thấy vô cùng buồn cười. Rõ ràng anh đã từng nói trước mặt cô rằng trong lòng anh có người khác, vậy mà cô vẫn bị câu nói đùa kia làm ông muội giữ anh lại qua đêm.
vừa tự giễu chính mình. Ngô Quế Lan vừa mở cửa, không ngờ bắt gặp chiếc xe màu bạc của Lâm Tu Kiều. Cô theo bản năng ngửa đầu nhìn trời, chẳng lẽ trời sắp mưa ra vàng ra bạc gì hay sao, mới sáng tinh mơ. Cô em, lên xe thôi. Lâm Tu Kiều thò đầu ra từ cửa kính xe, cười hì hì gọi cô. Ngô Quế Lan đứng không nhúc nhích, cúi đầu cân nhắc một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên cười. Anh Lâm, ban ngày tôi không tiếp khách. Chỉ có coi anh như một vị khách, cô mới không bị những hành động ngẫu hứng của anh tra tấn đến phát điên. Vì câu đó của cô, nụ cười sán lạn của Lâm Tu Kiều ảm đạm đi nhiều, nhưng chỉ là chốc lát. Không lâu sau, anh lấy lại sự thản nhiên, nét giả hoạt sắc bén nhanh chóng hiện lên cặp kính. Anh biết, nhưng mà anh thật lòng rất yêu em. Một câu đó anh nói ra rất nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, giống như đang nói đôi ba chuyện tầm phào. Ngô Quế Lan sững lại. A Lan, anh thật lòng rất yêu em. Từng có một người đã nói với cô những lời đó sau khi bị cô làm tổn thương vô cùng. Thành công, thành công. Ngực Ngô Quế Lan nghẹn lại, cứ nhói nhói đau, ánh mắt như bị răng một lớp xương, mờ mịt nhìn về phía chàng trai đeo kính đáng ghét. Anh, thực ra anh có biết mình đang làm gì hay không? Cút đi, đừng đến làm phiền tôi nữa. Cô nghiến răng gằn từng tiếng, một bàn tay nắm thành quyền. Ánh mắt Lâm Tu Kiều vì phản ứng này của cô mà sáng lên, cũng không tức giận mà chỉ cười rất dịu dàng. Việc này e rằng khó. Anh nói rồi, anh muốn kết hôn với em. Em muốn anh béo ú lên vì nuốt lời hả? Ngừng lại một lát, anh mất kiên nhẫn nói. Anh bảo rồi, cô em à, lên xe thôi. Ngô Quế Lan thật sự cảm thấy bó tay với người đàn ông này, không thèm để ý đến anh ta nữa, xoay người đóng cửa, điềm nhiên đi ra ngoài. Lâm Tu Kiều cười cười nhìn cô, cũng không tính đuổi theo, chỉ ở phía sau thảnh thơi nói một câu. Này, cô gái, có phải em yêu Thành Công chết đi sống lại không? Như anh dự liệu, lời này vừa nói ra, Ngô Quế Lan đã nhanh chóng quay trở lại. Mẹ kiếp, Lâm Tu Kiều, cuối cùng thì anh đến đây làm gì? Cô hung hăng đào một cái vào xe, mọi nhẫn nại nãy giờ lập tức tan biến. Sang mặt Lâm Tu Kiều không đổi, nhìn nắm tay đang giữ trước mặt mình, cười tươi như hoa nói. Chà, cái tính này của em, anh chỉ muốn đến thông báo cho em một tiếng, ba mẹ em đang ở nhà anh chơi. Nếu em muốn gặp họ thì mau lên xe. Nói xong, anh đột nhiên cụt khịt mũi, nhíu mày. Này cô gái, đi thay quần áo mau, hồ chết được. Ngô Quế Lan bị câu nói phía trước của anh làm cho ngây ra như phỗng, nhưng cũng rất nhanh bị câu nói phía sau làm cho định thần lại. Mà cô trong nháy mắt đỏ lên, giận dỗi chừng mắt nhìn anh một cái, lui về phía sau hai bước. Làm sao tôi biết được anh không gả tôi? Khi cô đi nhà rác, thường mặc bộ quần áo này, tất nhiên sẽ có mùi rác. Lừa em anh được cái gì? Lâm Tu Kiều không đáp, hỏi ngược lại, cảm thấy hơi buồn bực vì cô không tin mình. Ai biết được? Ngô Quế Lan nói thầm một câu, sau đó xoay người mở cửa vào nhà thay quần áo. Tạm thời cứ tin anh một lần, nếu anh lừa cô sẽ cho anh biết tay. Ừ, như thế này khá hơn nhiều. Khi Ngô Quế Lan thay quần áo xong ngồi vào xe, Lâm Tu Kiều lại cụt khịt mũi nói. Ngô Quế Lan hừ một tiếng, không để ý đến lời anh nói. Tại sao ba mẹ tôi lại ở trong nhà anh? Chuyện này thật không thể nào tưởng tượng được, ngay cả cô cũng chưa từng đến nhà anh, ba mẹ cô sao tự dưng lại ở đó? Lâm Tu Kiều cười gian, rất không liên quan hỏi một câu. Em yêu Thành Công hay yêu anh? Không ngờ được anh sẽ hỏi câu này, Ngô Quế Lan há hốc miệng ngạc nhiên, cũng không phát ra tiếng. Tất nhiên, cô không biết rằng người bên cạnh tuy rằng tỏ ra thản nhiên, nhưng trên thực tế đang nóng ruột nóng gan chờ đợi đáp án của cô. Cái này có quan trọng không? Không ngờ được cô suy nghĩ hồi lâu, khi trả lời lại thốt ra một câu như vậy, Lâm Tu Kiều suýt chút nữa ngất xỉu. Tất nhiên, không quan trọng. Anh tức giận trả lời, sau đó giận dỗi quay đầu không thèm để ý đến cô. Anh còn chưa trả lời tôi. Ba mẹ tôi tại sao lại ở trong nhà anh? Đến lúc này, Ngô Quế Lan vẫn không thể nào hiểu được điều đó. Lâm Tu Kiều cũng không trả lời, hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Cô gái à, chúng ta kết hôn đi. Ánh mắt anh chăm chú nhìn con đường trước mặt, dường như một câu này đang nói với không khí. Ngô Quế Lan sững người, cố gắng phân tích xem bản thân mình có phải nghe nhầm hay không. Két một tiếng, xe dừng lại ở ven đường, Lâm Tu Kiều quay sang, chăm chú nhìn cô gái đang sững ra. Chúng ta kết hôn đi, anh nói nghiêm túc. Vì sao? Ngô Quế Lan lẩm bẩm, cảm giác đầu mình đang ong lên từng trận.
bao nhiêu nghi hoặc mà cô không biết hỏi từ đâu, ngược lại trong đầu lại trở nên trống rỗng. Đồ ngốc, đương nhiên vì anh muốn ở bên em cả đời. Nét mặt Lâm Tu Kiều bỗng trở nên dịu dàng, không còn cợt nhả như lúc ban đầu. Đây không phải là đáp án mà Ngô Quế Lan muốn, ý em là... Cô cảm thấy bản thân mình đã thật sự biến thành đồ ngốc. Đầu óc linh hoạt ngày thường như bị cái gì đó làm tắc, không có cách nào chuyển động được. Thở dài, Lâm Tu Kiều ghì cô sát lại gần, sờ môi nhẹ nhàng in xuống. Anh có thể làm cho em không còn vất vả, có thể cho em sống những ngày thoải mái, cũng có thể làm A Sâm xét giải cho anh nếu như em muốn nhìn. Giọng nói anh rất dịu dàng, vẻ mặt cũng cực kỳ dịu dàng, rất giống thành công. Ngô Quế Lan vì vài câu nói quen thuộc anh nói ra này làm cho sợ đến mức cứng họng. Anh... Lúc đấy, để làm cho thành công hết hy vọng, hình như cô còn chất vấn anh mấy vấn đề này. Không ngờ lâu như vậy, anh lại cho cô một đáp án. Lâm Tu Kiều mỉm cười, ôm cô thật chặt, môi dán vào bên tai cô. Anh nhớ ra rồi, A Lan. Khi không gặp được em, hình ảnh em tràn ngập trong đầu anh. Sau đó có một ngày thức dậy, anh nhớ ra tất cả. Ngô Quế Lan không thể nhúc nhích, cả người cứng ngắc. Từ khi nào? Chẳng nhẽ anh vẫn luôn lấy cô ra làm trò đùa. Sau khi ba và em gái em đến đây, anh phát hiện tình cảm của anh dành cho em. Nhưng ban đầu, anh không có cách nào chấp nhận được, cho nên rất lâu cũng không đến. Chính là vào lúc đó. Lâm Tu Kiều thở dài, sau khi nhớ lại tất cả, anh mới biết được tình cảm của mình đã quá sâu đậm, không có cách nào chối bỏ. Hơn nửa tháng qua, anh cố gắng vừa thuyết phục cha mẹ chấp nhận lựa chọn của anh, vừa xử lý tốt mối quan hệ không rõ ràng với Gia Gia. Sau đó lại lo lắng đến khúc mắc trong lòng Ngô Quế Lan. Anh về quê cô, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ đón cha mẹ cô tới đây. Thực ra, mục đích cũng chỉ là cho Ngô Quế Lan thêm một lý do để chấp nhận anh mà thôi. Anh có biết quá khứ của em không? Anh không để ý. Đó chính là khúc mắc của Ngô Quế Lan, cô không thể nào lờ nó đi được. Mỗi người đều có quá khứ, anh không sống cùng với quá khứ của em. Lâm Tu Kiều đã suy nghĩ thấu đáo. Ngô Quế Lan nghe đáp án này xong, thất thần rất lâu. Như vậy liệu còn gì để nói đây? Trầm ngâm một lát, cô quyết định. Được, vậy thử xem. Con đường sau này hai người phải đi, có rất nhiều chông gai đang đợi. Nhưng nếu không thử, làm sao biết được? Cũng làm sao có thể cam lòng? Hả? Cô trả lời dứt khoát như vậy, làm Lâm Tu Kiều có chút nghẹn lời. Ngô Quế Lan cười cười, cô ngồi thẳng dậy. Đúng lúc đó có mấy người qua đường tò mò nhìn vào phía bên trong xe. Cô không khỏi hét cằm thét lên. Nhìn cái gì? Cẩn thận tôi móc mắt mấy người ra. Những người qua đường này tức giận quay đầu đi. Cũng có những người thì thào thầm mắng, nhưng không có ai đáp trả cô. Ngô Quế Lan cười khanh khách, tâm trạng thật tốt. Lâm Tu Kiều cũng cười, bắt đầu khởi động xe. Này cô gái, em còn chưa trả lời anh. Thế cuối cùng là em yêu Thành Công hay là yêu Lâm Tu Kiều? Anh vẫn không quên vấn đề này. Ngô Quế Lan liếc mắt nhìn anh, đột nhiên lao đến, ôm cổ anh hôn sâu một cái, xong làm như không có việc gì, ngồi ngay ngắn lại, vuốt vuốt tóc. Đúng ngốc! Đã quyết định cưới cô rồi, còn phân vân vấn đề này, không phải ngốc thì là gì? Nhưng tại sao trong lòng cô vẫn vì câu hỏi này của anh mà cảm thấy ngọt ngào? Lâm Tu Kiều ngẩn ra, đột nhiên có đáp án cho riêng mình, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm sáng lạn như ánh mặt trời. Chiếc xe cứ thế tiến vào đường lớn. Có lẽ, đối với Ngô Quế Lan mà nói, cho dù là Thành Công hay Lâm Tu Kiều đã mất đi một phần trí nhớ, tuy rằng cùng là một người nhưng đều không trọn vẹn. Cho nên, một Lâm Tu Kiều đã khôi phục trí nhớ, đó mới thực sự là người mà cô muốn, cô yêu đến chết đi sống lại. Kết thúc. A. Hai tiếng hét thê thảm truyền từ hoa viên đến đại sảnh, sau đó là liên tiếp tiếng đụng đầu cốp cốp cùng tiếng bước chân dồn dập. Ở đại sảnh, tất cả khách mời đều ngừng nói chuyện, đồng thời cũng quay mắt nhìn ra phía ngoài. A Sâm vốn đang ở ngoài hoa viên ngắm gái đẹp, lúc này xuất hiện trong tầm mắt mọi người, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hốt hoảng tìm kiếm trong đám đông, vẻ tao nhã phong độ ngày thường đã biến mất không còn tung tích. Lâm Tu Kiều đang định chạy đến đã bị Ngô Quế Lan kéo lại. Cô bị môi đưa mắt nhìn sau lưng A Sâm, chờ một lát. Lâm Tu Kiều nhìn theo, lúc này Tiểu Kinh vừa mới ở sau lưng A Sâm chạy ra, cười hi hi tiến về phía hai người. Mà ánh mắt A Sâm lúc này đột nhiên sáng ngời, giống như thấy được cứu tinh,
lập tức lao về phía một cô gái tóc ngắn đứng gần ban công. Đó là ai? Ngô Quế Lan hỏi. Cô gái kia tóc chỉ dài đến mang tai, nhưng tóc mái rất dài, gần như che khuất đôi mắt sáng ngời. Dường như cô ấy có chút lạ lẫm, một mình đứng cạnh ban công, mặt luôn cúi gằm, không hề bắt chuyện với những người xung quanh mình. Nhìn thấy A Sâm chạy đến ôm chầm lấy cô gái như ôm lấy con gấu bông, Lâm Tu Kiều cười. Là đàn em khóa dưới của A Sâm, tên Phương Tiểu Ngôn, còn chưa tốt nghiệp đã bị tên khốn đó lôi vào công ty. Nhưng mà anh xem ra chỉ là để A Sâm chuyên dùng tiếp thêm can đảm. Do dự một lát, anh lại nói tiếp. Từ nhỏ A Sâm chỉ sợ ma, ha ha, mà là gan Tiểu Ngôn lại rất lớn. Anh cũng không nói hết, chuyện này kể ra rất phức tạp, nhất thời cũng không nói cho rõ ràng được, cũng chẳng tất yếu kể lể trong tiệc cưới của hai người. Lúc này, Tiểu Kinh đã chạy tới bên hai người, sung sướng chen vào giữa, kéo tay cả hai. Con làm gì vậy? Ngô Quế Lan nhìn anh chàng cao lớn đang ôm chặt lấy cô gái mà run rẩy, không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của những người bên cạnh, dường như đã hiểu ra 8-9 phần. Tiểu Kinh nhún vai, tỏ ra vô tội. Không có gì, giống như lần đầu tiên gặp mẹ thôi, chỉ trách chú ta vô dụng, đáng đời, ai bảo dám bắt nạt mẹ. Ngô Quế Lan thở dài, cô thấy ánh mắt của cô gái tóc ngắn kia nhìn đến đây, hẳn là đã thấy Tiểu Kinh. Ừ, cho nên phải dạy dỗ cậu ta một trận. Lâm Thu Kiều vẫn nở nụ cười tao nhã, nhưng miệng lại nói ra những lời vô tình. Cúi người, anh in xuống một dấu hôn trên mặt vợ. Đi thôi, đừng nhắc đến cậu ta nữa, chúng ta đi tiếp khách. Nếu không phải bận chào khách, có lẽ anh còn đi giúp Tiểu Kinh một tay. Ngô Quế Lan cười ngọt ngào, cầm tay anh đi về phía các vị khách. Tiểu Kinh giống như hoa đồng quấn quýt theo bên họ, chỉ có điều trừ vài người ra, không ai có thể nhìn thấy nó. Các bạn đang nghe truyện ngắn audio trực tuyến trên kênh YouTube Truyện Hay. Hãy nhấn theo dõi kênh để cập nhật những truyện ngắn hay nhất hàng ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong truyện sắp tới. Chúc các bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc.